Một tòa án Nga ngày hôm qua đã ra lệnh cấm mạng xã hội Facebook và Instagram với cáo buộc đây là những tổ chức cực đoan. Theo đề nghị của bên công tố, thì hai mạng xã hội nêu trên bị cấm vì thực hiện các hoạt động thù địch nhằm vào Moscow. Tuy nhiên, dịch vụ tin nhắn Messenger thì không bị cấm. Trong phiên điều trần diễn ra ngày hôm qua, thì cơ quan an ninh Nga FSB cũng đã cáo buộc Meta, chủ sở hữu của Facebook, chống lại lợi ích Moscow trong các cuộc xung đột. Động thái này là một phần trong các nỗ lực của Nga nhằm giám sát các hoạt động truyền thông trong bối cảnh có nhiều luồng thông tin khác nhau liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.